chị cho cảm nghĩ về lớp học ạ? Nói chung là hôm nay cái lớp học này mà em đạt được cái này là em cũng như ước nguyện của em rồi. Tại vì hồi năm ngoái là em cũng có tham gia một lớp học miễn phí của cô, thì cái dự định của em thì nó chưa có thành. Nên bây giờ hả, em học được cái lớp học này là em vui lắm. Cô thì rất là nhiệt tình, còn mấy bạn thì rất là vui. Nói chung là em xúc động, nhưng mà em hy vọng là những bạn ở đây, những anh chị ở đây là sau này sẽ thành công hơn và thực hiện ước mơ của mình, cái niềm đam mê của mình về cái món trà sữa mình đang ưa thích này là đi học. Thì em cũng xúc động lắm nên, tại vì em biết cô Nhi lâu rồi. Dạ. Cô rất là một giảng viên rất là nhiệt tình và vui vẻ nữa. Nên là nếu mà các bạn bè của mình đó, ở đây có ai mà muốn đi học, mình nên giới thiệu và chia sẻ tới Vinba. Đó là niềm, nói chung là cái ưa thích của em ở Vinba là vậy.